Namo Buddhaya. Dạ. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Bao Thóp mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Giờ New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng. Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Dạ, Nhật Huỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2020, Phật lịch 2564. Giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, bài 23 Tâm Sắc Giới, biên soạn tỳ kheo Giác Đặng, dẫn nhập tỳ kheo Tiểu Siêu. Giảng giải Thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, con kính tri ân sư và cảm ơn đạo tràng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ, cảm ơn Không Lan cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Tự Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt. Hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, bài 23 Tâm Sắc Giới. Rupa Vachara Chitta sẽ được Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Thà, giá con kính dân mít đến ngài. Anh đừng bộ Bích Thà nha. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị Phật tử. Trong sáu loại thức nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, thì ý thức giới
Ý thức rất quan trọng nhất. Bởi vì nhãn thức chỉ biết cảnh sắc, nhĩ thức chỉ biết cảnh thinh, tỷ thức biết cảnh khí, thiệt thức biết cảnh vị, thân thức biết cảnh xúc. Nhưng mà về ý thức thì có rất nhiều tâm. Nó vừa biết cảnh sắc thân khí vị xúc mà vừa biết cảnh pháp. Và trong ý thức này nó có nhiều loại tâm. Có ý thức dục giới, ý thức sắc giới, ý thức vô sắc giới, ý thức siêu thế. Ý thức mà thuộc về dục giới vừa có bất thiện, có thiện, có quả tốt. Như nói về ý thức thiện dục giới thì đó là cái tâm đa nhiệm. Cái loại ý thức này, cái loại tâm thiện dục giới này, nếu thông thường thì chỉ sinh hoạt thấy nghe lưỡi đến đụng hay là suy nghĩ, không có bị ô nhiễm bởi phiền não thôi. Nhưng nếu một người có ý chí tu tập các hạnh lành thì cái ý thức thiện dục giới này nó làm các cái công đức phước báo, đồng thời cũng có cái sự tu tập. Cái sự tu tập của tâm ý thức dục giới, tu tập thiền, thiền chỉ và thiền quán. Tâm thiền dục giới mà tu tập thiền chỉ thì sẽ đạt đến một cái loại ý thức cao hơn, tức là ý thức sắc giới với. Và nếu mà tu tập thiền quán, minh sát, vipassana thì sẽ đạt đến ý thức siêu thế, tức là đạo quả giải thoát. Chúng ta cần phải hiểu trình tự như vậy để chúng ta có thể tóm tắt nắm bắt được cái bài học. Hôm nay thì chúng ta học qua đến tâm sắc giới. Tâm sắc giới này là một thứ ý thức cao cấp hơn tâm dục giới. Và cái tâm sắc giới ngày hôm nay chúng ta chỉ học cái phần tổng quát chứ chưa có đi vào chi tiết, bởi vì ý thức sắc giới nó gồm có thiện sắc giới, quả sắc giới và tâm tố sắc giới, tức là tâm thiền chứng của vị A-la-hán. Còn cái tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới là thiền chứng của phàm tâm nhân và thánh hữu học. Thì cái thiền thiện đó nó sẽ đưa đến thiền, đưa đến tâm quả để làm việc cơ tục sinh, tái sanh được khỏi phận thiên, vân vân. Đó là chúng ta nói một cách tổng quát về cái tâm sắc giới. Bây giờ thì bài học hôm nay sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho bài học và sau đó xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giảng về giáo trình ở phía Thâm Mát, bài tâm sắc giới. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ,
Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Từ Siêu đã từ bi dẫn dắt bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, dạ con xin phép được đọc chánh kinh. Dạ đạo tràng, con nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng, con kính tri ân sư. Bài 23, Tâm sắc giới, Rupa Vacchara Citta. Tất cả chúng sanh không tu tập đều sống với tâm dục giới. Muốn đi cao hơn vào cảnh giới của sắc giới, vô sắc giới, siêu thế đều cần tới công phu tu tập. Trong dục giới, tâm thường tiếp xúc với năm cảnh, sắc, thinh, khí, vị, xúc. Năm cảnh này đa dạng, thuộc ngoại giới, lệ thuộc vai mượn, thô thiển là nhân dao động của tâm. Hệ quả trực tiếp cố hữu của năm cảnh dục, năm pháp ngăn ngại. Khi tâm sống nhiều với những gì thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, nếu không tu tập thì sẽ dễ dẫn đến năm hệ quả, tất nhiên là: một, tham dục, hai, sự khao khát chính mắt với những gì khả ý; hai, sân độc, hai, sự bực bội bất mãn với những gì nghịch ý; ba, hôn thị, hai, sự biến nhát thụ động; bốn, trạo hối, hai, sự dao động tiếc nuối; năm, nghi hoặc, hai, tự vân vân trù trừ. Đối trị pháp ngăn ngại năm chi thiền. Năm pháp ngăn ngại là bản chất cấu hữu của tâm thiếu tu tập của cuộc sống trong cảnh dục. Đối ngược lại với năm pháp ngăn ngại là năm chi thiền. Một, tầm, khả năng hướng tâm như ý muốn đối với cảnh. Tầm, đối trị với hung thủy. Hai, tứ, là khả năng thắng khích gắn bó với cảnh. Tứ, đối trị nghi hoặc. Ba, hỷ, là sự hân hoan đối với cảnh. Hỷ đối trị sân độc. Bốn, lạc, là sự ngội ngừng đối với cảnh. Lạc đối trị trạo hối. Năm, định, là sự an trú đối với cảnh. Định đối trị tham dục. Nên lưu ý là sự tu tập càng thuần phục, càng thiền, tầng thiền càng cao thì chi thiền càng giảm. Thí dụ, như người học ngoại ngữ, thời gian đầu học nói thì vận dụng nhiều cách đặt câu, cách dùng chữ, nhưng càng thông thạo thì càng bớt dùng tới những cách đó. Tính cách phức hợp của năm chi thiền, tâm và tứ thường đi chung trong nhiều cụm từ chỉ cho tâm đối với cảnh. Nếu hiểu giống như động từ dán dính, thực tế dán, thí dụ cho tầm là một chuyện mà dính, thí dụ cho tứ là chuyện khác. Tầm là hướng tâm tới cảnh. Tâm bình thường cũng có vấn đề, là nếu muốn hướng tâm vào hơi thở chẳng hạn thì có thể làm như ý hay không là chuyện khác. Tứ là sự gắn bó kháng khích với cảnh, mang tính quyết đoán nên đoạn trừ nghi hoặc. Hỷ và lạc là hai chi thiền cần phân biệt rõ. Trước hết, ở đây hỷ không phải là thọ hỷ, thọ ứng, mà là thuộc tánh hỷ, hành ứng. Có thể thí dụ thọ hỷ như ta, như đa thụ động, cảm biết nhận tín hiệu. Còn thuộc tánh hỷ như radar, chủ động phát sóng dò vật thể. Là thuộc thọ ứng, có thể dùng thụ một người khác nước nhìn thấy. Nước uống tập chú liên tục trên một cảnh. Trong lúc bản chất của tham dục là vọng móng thì định là sự an lạc bền bỉ. Tại sao gọi là sắc giới?
Sở dĩ gọi là tâm sắc giới vì những tấm thiền này bắt đầu sự tu tập y cứ trên ấn tượng đối với vật chất. Ngược lại, tâm vô sắc giới dùng ý niệm trụ tượng. Hai giác quan được sử dụng bước đầu là thị giác, như sử dụng kasina, màu sắc, và xúc giác như hơi thở. Khi tâm định thuần thục thì chỉ còn lại ấn tượng. Nên hiểu là đã ấn tượng thì không còn là cảnh sắc hay cảnh xúc mà là cảnh pháp. Quan tướng, hiện tượng, tế nhị của vật chất. Trong quá trình tu tập tâm thiền sắc giới, hành giả đi qua những cầu nối như vật thể mà tâm không thể, để rồi từ từ thể nhập hẳn vào tâm thể. Những cầu ấy bước đầu là kasina, vật thể để chú tâm, rồi sau đó chỉ giữ lại ấn tượng, tạo tướng, rồi biến mạng quan tướng. Quá trình này liên quan tới hai thứ màu sắc, màu gốc xanh, vàng, đỏ, trắng và ánh sáng, điển quang, vốn là hiện tượng của vật chất cực nhanh, đi cực xa thương tích với khả năng biến mạng rộng lớn của tam muội đình. Ngữ và nghĩa: tâm sắc giới không biết sắc, tâm sắc giới không biết cảnh sắc. Sắc giới ở đây chỉ cho đề mục đồ tượng. Tâm sắc giới tuy thành tựu do sự tu tập bước đầu có liên hệ với sắc, nhưng khi tâm sắc giới chỉ biết cảnh pháp, nên cẩn thận. Tấn pháp tạng trình bày năm thiền trong lúc kinh tạng trình bày bốn thiền. Sự khác biệt là kinh tạng trình bày nhị thiền là tầng thiền, không tầm, không tứ. Còn thắng pháp tạng thì nói đến tầng thiền, không tầm, có tứ. Kỳ thật thì không có cái gì khác nhau. Kinh tạng cũng nói lên pháp vô tầm, hữu tứ. Như trong kinh Húng Tụng, Trường Bộ chẳng hạn. Rất tiếc là một số học giả không nghiên cứu thắng pháp, kết luận vỏ đón là Abhidhamma, thêm thắt ngũ thiền, mất nhận định rất thiếu cơ sở. Kinh tạng, thắng pháp. Sơ thiền, tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Và con xin đọc lại bên phần kinh tạng. Kinh tạng: sơ thiền, tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Nhị thiền, hỷ, lạc, định. Tam thiền, lạc, định. Tứ thiền, xả, định. Thắng pháp: sơ thiền, tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Nhị thiền, tứ, hỷ, lạc, định. Tam thiền, hỷ, lạc, định. Tứ thiền, lạc, định. Ngũ thiền, xả, định. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Hai thứ có thể đi rất xa trong vật chất là ánh sáng và âm thanh, bởi hai hiện tượng này dựa trên vipa. Trong lúc mùi, vị thì không đi nhanh, đi xa. Một người có thể nhìn gò mối và hòn núi trong khoảnh khắc như nhau bằng thị giác, nhưng không thể cảm thụ những cảnh dục khác như vậy. Do vậy, khả năng biến mạng dựa trên cảnh sắc, trong đó ánh sáng là then chốt. Những điểm cần nhớ: tâm sắc giới là thuộc loại tâm sanh khởi do tu tập trong lúc nhiều tâm dục giới sanh khởi tự nhiên. Chữ sắc giới trong tâm sắc giới tu tập khởi sự từ đề mục vật chất là cách gọi đối lập với tâm vô sắc giới, đề mục trụ tượng. Các chí thiền trong tâm sắc giới vốn đủ mạnh để áp đảo hoàn toàn năm pháp ngăn ngại thường có đối với người không tu tập. Minh họa tâm sắc giới trong biểu đồ chư pháp. Dạ, chỗ này thì quý vị có thể vào lớp học của Thác Thâm Má hoặc cái đường liên. Dạ, nè, con tri ân Tệ Truy đã đưa cái đường liên vào
Ví dụ cơ thể vào thẳng cái đường link của Đại Đức Tề Trì đưa lên để vào coi được biểu đồ chư pháp. Và năm chi thiền mà năm pháp ngăn ngại. Điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là tâm dương tắc dục giới tịnh hảo. Bài học tiếp theo sẽ là tâm thiện, tâm quả và tâm duy tác sắc giới. Dạ, tâm duy tác dục giới tịnh hảo. Dạ, cảm ơn Hồng Lan. Nam mô Bổn Sư. Dạ, dạ, bản chánh nhân đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư. Dạ. Nam mô Bổn Sư. Kính đảnh lễ chư tôn đức thượng giáo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi vào một bài học mà có lẽ là với cộng đồng quý Phật tử, bài học này cũng là một loạt bài tiếp theo về thắng pháp áp di đà. Để có thể đi qua bài học mới này thì chúng ta nên có một cái khái niệm về cái tâm thái của chúng sinh, có thể chia làm hai là tâm có tu tập và tâm không có tu tập. Tâm không có tu tập mà đôi khi chúng ta dùng cái chữ rất là gần với ý niệm này theo thực thức là bản năng. Dạ, bản năng tức là một thứ gì mà mình sanh ra mình có, tự nhiên mà có, dù là mình có tập tành hay là không tập tành, thí dụ như là tham sân si chẳng hạn, và một số các loại tâm khác trong tâm dục giới thì có khi sanh khởi mà chúng ta không cần phải tôi luyện, không cần thiết. Như thí dụ chúng ta nói trong ngôn ngữ thì chúng ta có thể nói tiếng mẹ đẻ, sinh ra đời tự nhiên mình sinh ra mình nói được tiếng, nhưng mà để trao chuốt, để văn hoa, để có thể dùng từ một cái cách là chính xác thì chúng ta phải học ở trong lý nhà trường, phải có học, có đào tạo, có nghiên cứu chẳng hạn. Thì thứ vì khi mà chúng ta học qua tâm dục giới rồi, thì ở trong tâm dục giới, tâm dục giới không phải là tất cả tâm dục giới đều để quý vị chờ chúng tôi một chút. Quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Chúng tôi xin hỏi quý vị Phật tử mà quý vị đang ở bên Zoom đó, quý vị có nghe được và có thể thấy được cái bài học mà chúng tôi post trên này không? Quý vị đọc có thể cho chúng tôi biết là ở bên Phật cũng được, là quý vị có nghe và và thấy và tốt quá. Thì chúng tôi vì từ kia ấy. Dạ. Sao mà mình không có dùng cái viết để mà mình tô đậm được bên này hả? Ở bên xưa mình không làm sao tô đậm được cái biểu đồ. Dạ. Xin lỗi vì chúng tôi có trục trặc một chút. Dạ, chỉ tô được trên cái hình thôi. Trên hình chứ trong không có trong web được hả sư hả? Dạ. Dạ. Bây giờ quý vị nhìn ở phần trên của cái tâm, cái chỗ chúng tôi highlight, tức là chúng tôi tô màu xanh á,
là tâm sắc giới, và phần ở phía trên là tâm dục giới. Thì chúng ta có thể nói rằng ở trong tâm dục giới đó, thì ngoại trừ là những tâm tịnh thảo, tâm thiền như biết tịnh thảo có khi nó sanh khởi cũng tương đối ở tự nhiên, không có, không cần tu tập nhiều. Nhưng mà tâm quả tịnh thảo đó, thì nó cũng tương tự tâm thiền, nhưng mà riêng cái tâm duy tắc như biết tịnh thảo đó, thì là cái tâm phải do tu tập. Còn những như tâm bất thiện, tâm vô nhân ở trên thì nó là chỉ tâm không tu tập. Dạ, không tu tập thì chứ mình nói không tu tập á, tức là không cần phải tôi luyện. Nhưng mà từ bài học này trở đi, khi mà chúng ta học về tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế đó, nó đều là những tâm có tu. Dạ, đều tu. Thì bây giờ chúng ta nói về chắc chúng tôi phải trả lời cái bài học bài này cho sư Tuệ Siêu, cho sư Tuệ Trí quý vị chơi chúng tôi một chút. Sư Tuệ Trí Quang Kỷ, sư Quang Kỷ sư cho lại cái bài học với sư Tuệ Siêu. Dạ, quý vị Quang Kỷ chơi chúng tôi một chút nha. Tại vì chúng tôi cứ nghĩ rằng cái gì mà hiện trên màn ảnh là mình có thể tô đậm, mình có thể nhưng mà ở đây thì không làm được. Quý vị Quang Kỷ chút. Thưa quý vị, xin lỗi quý vị, xin quý vị cho qua cái biểu đồ khác, biểu đồ về tâm sắc giới. Quý vị quan hệ cho thời gian đầu, còn chắc tuần tới, bài học tới thì chúng tôi sẽ có những bài chúng tôi để sẵn ở trong để chúng tôi dạy trên Zoom dễ hơn cho quý vị. Thông báo chỉ nhờ để những tư duy quan hệ quá trình. Thì trước khi chúng ta đi vào tâm sắc giới thì chúng ta hiểu là ở trong cách gì nào đó thì chúng ta có hai thứ tâm là tâm không tu tập và tâm có tu tập. Thì từ bài học này trở đi về tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế là những tâm mà đây là những tâm mà được tu tập. Dạ, tất cả những cái tâm này đều là tâm được tu tập. Tâm này cũng là cho kết quả sự tu tập. Tâm quả là cái tâm tâm quả như biết thiền thảo là tâm kết quả của tâm thiền. Nhưng mà tâm thiền á, chúng tôi sẽ nói sao tâm thiền, tâm thiền dùng biết thiền thảo là cái tâm này nè, nó là một cái tâm là tương đối là rất là đa dạng, đôi khi nó cũng có cách rất tự nhiên, nhưng mà nó cũng có cái duyên sanh. Tất cả tâm bất thiện này thường á thì nó cũng do thói quen, nhưng mà mình không cần tu tập, không cần làm gì nó cũng có. Dạ, dĩ nhiên là có những loại tâm tham trọng sân, nó do thói quen, do sự tập tành, nhưng mà gọi là tâm có tu tập thực sự đó. Thì khi mà chúng ta đi vào tâm sắc giới và tâm vô sắc, tâm sắc giới, tâm vô sắc đó, và tâm như thế đó, thì chúng ta biết rằng đó là tâm có tu tập. Thì hôm nay chúng ta phải nói đặc biệt đến tâm tu tập chút. Thì quý vị, để chúng ta hiểu tâm sắc giới đó, thì đầu tiên chúng ta phải có một chút khái niệm về cái tâm dục giới. Một lần nữa trở lại, cái chỉ dục giới đó nó phát xuất từ ý nghĩa là cảnh dục. Cảnh dục ở đây chúng ta nói năm cảnh, đó là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Và cái bản chất của sắc, thinh, khí, vị, xúc đó
thì nó cho chúng ta hai cái loại cảnh mà học trong tháng pháp biết là cảnh khả ái khảy, tức là vĩ, và cảnh không vĩ. Thì ở trong tháng pháp đó, không có nói cái cảnh nào học thuộc về sắc sinh khí vị xúc mà nó trung lập hết. Mặc dù trong đời sống hàng ngày thì chúng ta nghĩ rằng có những cảnh nó không tốt và không xấu, nhưng mà trong tháng pháp á, cái cảnh nào không xấu thì gọi là cảnh tốt. Và dĩ nhiên những cảnh mà vừa ý, thật là vừa ý là cảnh tốt rồi, mà cảnh không xấu cảnh tốt. Chúng tôi lấy ví dụ là hôm nay mình lái xe ra ngoài đường, mình đi ra ngoài đường, thì thông thường chúng ta nói rằng có ba cái xử trạng này là hoặc là gặp những chuyện vui, hoặc cảnh chuyện không vui, hoặc giả là gặp chuyện không vui không không buồn. Mình nói có ba cái như vậy. Nhưng mà trong cái nào đó là sử dụng các bậc cha mẹ hay này đó, là mình ra đường mình gặp chuyện không vui, tức là bị cảnh sát phạt hay là gặp ai đến chửi bới mình là chuyện xấu. Nhưng mà nếu ra đường đi đến nơi về đến chốn bình an, đó là tốt, đó là tốt. Thật ra cái chuyện mình đi ra đường mà mình đi gọi là tốt á, thì nó gồm cả các hai thứ. Một là gặp cái gì mình rất là vừa ý, khi gặp ai đó họ rất là thân quen, gặp họ qua đỡ công viên, gặp người này người kia. Và một cái khác cũng tốt đó là bình an, không gặp xui xẻo, không có bị phạt bởi cảnh sát, không có bị ai làm phiền hà mình. Thật ra trong trong cái mà chúng ta gọi là ngũ quán thì nó liên quan tới hai thứ, giữa cái tốt và cái xấu, chứ nó không có cái trung tính ở nhiều nữa. Chúng tôi hy vọng rằng nói như vậy thì có thể theo được. Thì bây giờ khi mà chúng ta nói đến năm cảnh sắc tinh khí vị xúc, do giữa cái cảnh tốt và cảnh không tốt, thì hai cái thái độ mà gọi là cái phản ứng mà chúng ta thường có đó là thích thú, dính mắt và bực bội. Thích thú được kiểu là chỉ dính mắt được kiểu là ví dụ mình ăn trên bàn có dọn 5 món, một cái món mình bỏ miệng mình thấy nó ăn ngon thì mình tập trung mình ăn cái đó nhiều hơn hết. Thì cái đó sẽ dính mắt, trở đi trở lại, mình chỉ muốn có cái. Và cái món mình ăn mình cảm thấy nó nhạt quá, cảm thấy nó tanh quá, cảm thấy nó cay quá, cảm thấy mình khó chịu quá, thì mình biểu người ta bưng đi, hay là mình không đụng tới. Cái đó tượng trưng cho sự khó chịu. Và giữa cái dính mắt và cái khó chịu thì nó ở một cái cường độ tương đương với nhau, có cái tỷ lệ thuận với nhau. Ví dụ như là mình càng sống với những cái dính mắc thì mình càng bực bội với những điều mà mình gọi là nghịch ý. Và mình dính mắc điều, ví dụ mình càng thích ăn đồ ngon thì mình càng khó chịu khi mình ăn đồ không ngon. Tại vì cái tham và cái sân nó giống như là bên này và bên kia của cái quả lắc đồng hồ. Hãy quả lắc đồng hồ nó đi bên này bao nhiêu thì đi bên kia bao nhiêu, chứ không có trường hợp là quả lắc đi bên đây mà lại trở lại đứng giữa, không có chuyện đó. Giờ nó phải đánh qua đánh lại. Thì thứ gì như vậy thì đối với chúng ta mà chúng ta sống nặng về cảnh dục á, tức là năm cảnh sắc thân kiến địa xúc á, và nếu đó là cảnh mà chúng ta thường sống tới mà không có cái khác, thì chúng ta hay rơi vào trong hai trạng thái, hoặc là dính mắt
hoặc là chống đối. Dính mắc là tham, tham dục, và chống đối là sân độc và dễ nảy từ chối. Và một cái hiện tượng tự nhiên của tâm dục giới đó là bởi vì tâm dục giới đa sự, nhiều cảnh, và cái tâm đó nó có rất cách manh động. Do đó ở trong cảnh dục đó, nó thường làm việc chúng sanh mệt mỏi. Xin để lấy cái ví dụ là ở trong thực vật học, họ nói sinh vật học, họ nói rằng những cái loài nào mà sống lâu có lạnh thở nhẹ, mà loài nào thở mạnh thì cái lục phủ ngũ tạng nhất là tim và phổi hoạt động nhiều. Do vậy những loài mà nó thở mạnh thì sống không có, không có thọ. Lý do là những cái loài đó nó cần có sự nghỉ ngơi. Ngày hôm nay thì người ta có đề cập đến máy móc, nó có hai loại máy. Một cái loại máy đó nó gọi là cần điện toán, gọi là electronic. Một cái máy mechanic, mechanical, tức là loại máy móc nó có những cái cơ phận như bánh xe để hoạt động. Như mà cái gì mà nó hoạt động bằng cái mechanical, bằng máy móc, những bánh xe hoạt động thì nó bao hư hơn và nó đòi hỏi phải nghĩ hơn, nó cần có nhớ để nó cần có nhớ để cân trung những bộ máy, nó cần, nó không chỉ chạy lâu được, nó phải nghĩ. Thì chúng ta sống trong cảnh dục giống như là chúng ta dùng mechanical, tức là dùng cái máy móc mình, nó có nhiều cái cơ phận và làm việc lâu quá thì phải nghỉ ngơi. Dạ, quý vị để ý thấy rằng chúng ta sử dụng thị giác, chính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác thì một cái hệ quả đương nhiên là chúng ta cần nghỉ ngơi, mệt. Và trong cái mệt, cái nghỉ ngơi đó thì nó sinh ra một cái thói quen, đó là uể oải, thụ động, biến nhát. Dạ. Cái chuyện này thì không cần nói nhiều, mình cũng hiểu là mình làm việc cả ngày đó, lúc nào làm việc nhiều quá thì mình đâm ra quẩy quại buồn ngủ. Dạ. Quẩy quại buồn ngủ đó là một cái hiện tượng tự nhiên của tâm dục giới, của cái thân này và của tâm dục giới. Tuy nhiên cái hiện tượng này đó, nó lại dẫn đến một cái ảnh hưởng khác là lâu ngày chúng ta có thói quen là biến ham ăn, mê ngủ, mê ngủ chứ không phải mê ngủ thì niên tiền đạo. Cái điều gì là điểm mà tương đối rất là khó nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày, nhưng mà khi mình đi hành thiền thì mình sẽ nhận ra rằng nó có hai cái loại giấc ngủ. Một giấc ngủ khởi đầu bằng sự tỉnh táo, và sự giấc ngủ khởi đầu bằng sự giải dưỡi. Cái này thì khó nói lắm. Khi nào quý vị hành thiền thì mình biết. Khi mà mình hành thiền, nếu mà mình nằm xuống, mình theo dõi hơi thở, theo dõi cái cảm thọ trong người mình, thì cái giấc ngủ nó đến mà nó không có sự giải dưỡi, nó không có sự quể hoài. Còn khi mà chúng ta không có hành thiền thì chúng ta nằm xuống nó có một cái sự quể hoài. Ở trong sự quể hoài giải dưỡi đó nó còn có sự lười biếng, và ở trong từ mình Phật học gọi là hôn trầm và tủy miên. Dạ. Cái này thì hơi khó nói là có phân biệt cái sự ngủ với tỉnh thức, như cái ngủ của Đức Phật và ngủ của vị A-la-hán, hay là cái ngủ người có hành thiền và cái ngủ của một cái người mà ngủ vào hôn trầm thì miên, khó phân biệt lắm á. Dạ, mặc dù nói thì nói về khó phân biệt. Ở trong cái ngủ của người
mà có không gặp thì biến hết. Nó có chất gọi là biến ở trong đó. Chúng tôi không biết chúng tôi nói gì vậy, quý vị có nghe nghe kịp, nó chắc là biến. Nhưng mà ở trong cái ngũ của người tu tập mà gọi là tu tập khá rồi đó, em có gặp vị thánh nhân thì nó không có sự là biến ở trong đó. Thưa quý vị, cũng có cái bản chất khác mà nó là bản chất cố hữu của người dục giới ấy. Đó là trạo hối. Chữ trạo ở đây là trạo cử, nghĩa là sự dao động. Hối ở đây là tiếc nuối. Cái trạo hối này đó, nó có thể dùng một cái ví dụ như vậy là khi nào mà quý vị đi hành hương hay đi tour đó, người ta cho xuống một cái thành phố nào đó để quan cảnh và để mua sắm, và sau khi quan cảnh mua sắm mình lên xe, tại lát nữa mình ngồi mình thưởng thức được cái việc mà ngồi không còn mỏi chân nữa, ngồi có máy lạnh nữa. Nhưng mà có những người lên xe rồi thì không có thưởng thức được điều đó, mà cảm thấy là tiếc quá, hồi nãy gặp cái đó đẹp quá mà mình không mua được, tại vì không có tiền, hay là tại vì mình trả giá sao mắc quá, phải chi mình mua được, không biết mình có nên chạy xuống mình mua hay không. Thì ở trong đó nó gồm có cả hai cái là tiếc nuối và dao động. Dao động tức là không có yên. Dạ, tiếc nuối và dao động không yên. Cái mà bất an dao động đó, nó thường đi chung với nhau ở cái trạng thái như vậy là nó còn tiếp một cái gì đó đã không làm được, không thực hiện được, không có được. Và trong sự tiếc nuối đó, cái tâm nó không có an lạc, tâm nó không có được cái sự bình thản, tâm rất là tâm dao động. Ở trong kinh có dùng một cái Đức Phật có dạy điều là do dao động thì không có khinh an. Dạ, khinh an thì dễ dàng, dao động là còn gì đó. Ví dụ như quý Phật tử, như chúng tôi làm trụ trì trong ngôi chùa, và buổi lễ xong thì người ta nói hết lễ tới lạc, lễ xong thì đó là cái an lạc. Như lễ Vu Lan vừa rồi tổ chức xong thì an lạc. Nhưng mà thí dụ như trong buổi lễ Vu Lan mà có chuyện gì đó mà mình không có vừa lòng, lễ xong rồi mình thấy tiếc quá, lúc đó phải chim làm này, phải chim làm cái kia, thì ở trong cuộc sống này chứng gì, do có tham dục, có sân độc và cái không thị này, thì chúng ta hay dẫn đến trạng thái trạo hối. Trạo hối là một trạng thái tâm không yên, restlessness, tức là con người mình không có thư giãn, không có nhẹ nhàng được, không có kinh đáng được. Và ở trong cái tâm dục giới á, nó còn có một cái bản chất rất là tự nhiên, đó là nghi hoặc. Rất là đơn giản là với một người tu thiền thì bởi vì họ có một sự quyết đoán rõ ràng, đây là địa ngục, đây là một cái chuyện mà tập trung làm, và họ kháng thích cái việc đó. Chúng tôi lấy ví dụ như là bây giờ chúng tôi và quý Phật tử đã sinh hoạt ở trong rung Phật Pháp một cái thời gian rất là dài, và chúng ta thấy rằng mỗi ngày mà được ôn nhắc lời Phật dạy thì bằng cái tiền cái khác lợi lạc, như là trời nắng trời mưa, trời này trời kia, và mình có cái sự khẳng định rằng cái việc này nó có phí vào đâu. Ở
Tại vì mình đã làm nhiều thời gian, nhiều năm tháng, mình có niềm tin rằng cái việc chỉ có lợi. Cái đó dẫn đến một thái độ quyết đoán. Nhưng mà với một người mà không có quen, không thấy được giá trị, thì bữa nay làm, mai không làm, mai làm mốt không làm. Và đôi khi nửa muốn đi ra ngoài dọn dẹp nhà cửa, nửa muốn nghe Pháp, nửa muốn đi shopping, nửa muốn bỏ nghe Pháp, nửa đi đâu cũng nghe Pháp. Chúng ta nói rằng phải lưng khừng, phải lưng khừng, cái lưng khừng mà chúng ta là nghi hoặc, thì không biết nên làm cái nào. Thì thứ nhất, một cái vấn đề của cảnh dục giới của chúng ta đó là chúng ta có nhiều đối tượng. Do có nhiều đối tượng, nó không phải là một cảnh, một điều, một như tâm định, như trong thiền. Do vậy tự nhiên là chúng ta rơi vào cái chỗ phân vân. Chúng tôi có nghe một người nói chúng tôi một chuyện, đó là người đó bên Thụy Sĩ đó. Họ nói rằng người xưa ở trong làng thì đi vào trong chợ rất là dễ mua đồ, tại vì nó không có nhiều thứ để lựa chọn, nhất là chợ phiên, chợ trong chợ làng đó. Người ta bày cái gì, ví dụ strawberry, hay là họ bày rau quả gì đó mà ra mình mua cái để gì, rất là nhanh và rất là thoải mái, thấy được mua thôi. Nhưng mà sau này dần dà nó có những cái hệ thống siêu thị, và những hệ thống siêu thị rất lớn, ví dụ như là ở Thụy Sĩ họ có hệ thống Micro, rồi Micro 3 chữ A là cái lớn, thì có khi một thứ thôi, đó là bể gốc thôi, họ có cả chục thứ để mình lựa chọn, một cái loại đường thôi, có bao nhiêu thứ đường để lựa chọn. Tại vì khi mà đi chợ mà gặp một món, khi mình cần mua đường mà gặp có nhiều thứ đường, mua ổi biêu mà gặp có nhiều cái hiệu ổi biêu thì cái tâm đó nó trụ trừ, không biết lựa cái nào. Dạ, thôi thì lựa theo thói quen, hay là lựa theo cái gì mà mình thích, cái màu mình thích, cái mẫu mã mà mình thích, cái hộp mà mình thích. Đó, có còn có nhiều người không đứng trong cái lựa cái nào, tại mình không có cơ sở nào để quyết định. Thì chúng ta là người sống được khỏi dục giới đó. Dạ, nó hẳn có nhiều thứ để lựa lắm thưa quý vị. Dạ, mình đi vào trong một siêu thị có nhiều món để lựa, mở tủ lạnh nhiều thứ để ăn, đời sống hàng ngày có chung quanh có nhiều việc để làm, và do có nhiều cái option, do nhiều sự lựa chọn, chúng ta rơi vào trong trường hợp đó là chúng ta hay có trạng thái trụ trì. Cái trụ trì đó chúng ta phải là nghi hoặc, phân vân, lưỡng lự không biết là mình nên làm gì. Thì năm cái trạng thái tham dục sân độc, hôn thủy, trạo hối và nghi hoặc đó, thì nó không thể định nghĩa là tội lỗi. Là tội lỗi trong ý nghĩa sins của người Kitô giáo được. Nhưng mà nó hay là những pháp ngăn ngại. Bình thường chúng ta sống với những pháp này, chúng ta thấy nó không có gì hết. Nhưng mà khi mà chúng ta cần đến cái sự vận dụng của tâm thức ấy, đi theo hướng mà mình muốn, thì thưa quý vị, bây giờ nó có vấn đề đó. Nó có vấn đề tại sao vậy? Bây giờ trước khi mà chúng ta nói đến vấn đề tại sao năm cái pháp mà tham dục sân độc, hôn thị, trạo hối, nghi hoặc mà nó trở thành vấn đề đó, thì chúng ta thử tìm hiểu năm cái chi thiền. Và khi chuyển đến năm chi thiền, chúng ta tìm ra một cái sự đối lập của năm chi thiền này với năm pháp ngăn ngại, thì chúng ta hiểu tại sao năm chi thiền là trị liệu năm pháp ngăn ngại, mà năm pháp ngăn ngại là cản trở năm chi thiền. Nó là như nước với lửa, như kẻ thù với kẻ thù đối mặt với nhau. Bây giờ cái khả năng đầu tiên là tâm, là sự hướng tâm. Đời sống hàng ngày đó, chúng ta có tâm rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ, trước mặt chúng tôi là màn ảnh của iPad, chúng tôi nhìn vào màn ảnh.
Chúng tôi muốn nhìn một cái đồng hồ, chúng nhìn một cái đồng hồ, nhìn một tượng Phật, chúng nhìn một tượng Phật. Thì cái khả năng hướng tâm đó gọi là tập. Nhưng mà rồi trong khoảnh khắc thì được, nhưng mà nếu cái gì nó lâu thì khó. Để hướng tâm hay khó, ví dụ như là sáng nay thay vì hướng tâm vào việc tu tập, hướng tâm vào ngồi thiền, hướng tâm vào chuyện nghe pháp, tự nhiên mình nghe nói là có chuyện gì đó ở trong chính trị mà mình bất mãn và mình bất đồng hay là mình thích thú, chỉ tâm mình lại nghĩ đến chuyện chính trị nhiều. Dạ. Mà nếu con người mà có thể hướng tâm vào cái gì mình muốn thì có lẽ là chúng ta thăng hoa lắm rồi, chúng ta lợi lạc lắm rồi. Nhưng mà không phải như vậy thưa quý vị. Có khi muốn hướng tâm chỗ này chạy chỗ kia. Quý vị nào mà để ý cái khả năng của mình thì quý vị thấy rằng khi con mắt mình lật cái trang sách gì, trang sách ra mà sách đó, chữ đó mà cái tâm nghĩ chuyện đâu đâu á, đó là mình không có cái khả năng đi điều khiển tâm. Buổi tối mình chuyên nghĩ, mình ngủ á, bây giờ tập trung vào hơi sẽ ngủ ngon hơn, nhưng mà không đến cái trạng động nghĩ chuyện này chuyện kia. Không biết quý vị bao giờ bị trạng động vậy không? Dạ. Nghĩ chuyện này chuyện kia, hay là chúng tôi nghe có một vị sư nói với chúng tôi rằng vị này học với bổn bằng tiếng Phạn mà ngồi xe bus từ Ubon lên Bangkok á, có chuyến thì thầy tập trung được nhiều, có chuyến tập trung được ít. Thì cái sự hướng tâm của chúng ta đó mà gọi là tâm mà thì nó có trong đời sống hàng ngày. Nhưng cái chi thì gọi là tâm á là mình hướng tâm như ý muốn. Dạ. Ở đây quý vị nói như chỉ ra chữ tâm là sự hướng tâm như ý muốn. Dạ. Chúng tôi tạo lấy ví dụ như vậy, là một bà mẹ thương con muốn cho con học, nói con nên để ý vào việc học hơn là đi chơi hay là đi chơi với bạn bè hay là lo đua đòi. Mặc dù bà mẹ muốn như vậy mà đôi khi đứa con cũng muốn như vậy, nhưng mà do nó mới lớn lên nó thương bạn gái, giờ mới lớn lên nó đua đòi, giờ lớn lên thích xe hơi, thích máy móc, giờ đó nó không tập trung rất là việc học được. Dạ. Cái khả năng hướng tâm đó nó là một cái khả năng hướng tâm không có như ý. Hay là có một thi sĩ than là có đôi lúc mình muốn làm thơ nhưng mà không tìm được cái gọi là cảm hứng. Bây giờ người Trung Hoa họ dùng chữ linh cảm, chúng ta linh cảm khác, bây giờ linh cảm là cảm hứng đó. Cảm hứng phúc thiên cầu mãi không về, vẫn khôn di trắng não nề, tức là mình muốn giấy đó, mực đó. Nhưng mà có những khi mà mình biết nó xuất thần, ở dưới lúc mình làm thơ nó dở quá thì nó dở, mình không chấp nhận được. Thì ở đây sư ông nói đến là cái khả năng có thể hướng tâm hay không. Dạ. Một cái người trong đời sống nếu mà mình để ý là nếu họ có nội hàm, họ có nội lực ấy, thì họ có thể dùng năng lực vào muốn. Ở trong kinh Tạng có một cái điểm mà nói như vậy là giống như người dẫn thuyền trong điền có thể đào một cái rãnh nước, đưa nước ở ngoài sông, ngoài rạch vào cái chỗ mà mình dẫn nước, thì một người tu tập có thể hướng tâm vào cái chỗ mình muốn hướng tâm. Nhưng mà mình muốn hướng tâm chỗ này mà chạy đi chỗ khác à, thì cái đó là cái tâm mình rất là chỉ, tâm mình chỉ có chưa thành tựu rất là yếu. Tính ấy, thì chỉ vì cái tâm nó yếu là do không thì do cái tâm thụ động. Những người nào mà ham ăn mê ngủ, nhất là biến giác là biến, cái tâm họ khó tập trung lắm. Chúng tôi có thấy người nào mà người là biến làm giác mà cái tâm họ sắc bén đối với những gì mà họ muốn làm. Không biết quý vị có thấy không, nhưng mình chúng tôi không thấy. Tại vì tâm thụ động thành ra cái tâm á và hung thủy á nó đối lập với nhau. Dạ, đối lập với nhau. Càng làm biến, càng ham ăn mê ngủ thì chúng ta lại càng cái tâm nó càng bụi lược.
cái tâm nó càng càng lục, cái trí nó càng lục, cái khả năng hướng tâm nó càng kém. Tứ là gì? Tứ có nghĩa là sự bám sát, gắn kết, gắn bó với đối tượng. Chúng tôi lấy ví dụ là một người mà sống ở đây, để tâm ở tại đây, thì chúng ta có thể tạm dùng cái ví dụ là tứ. Còn có những người cũng sống ở đây, làm ở đây, nhưng mà gọi là vui thì vui gượng, đó là ai chia nó đó mặn mà với ai thì cái đó là không có gắn kết, không có gắn bó. Hướng tâm là một dạng, mà có khả năng gắn bó là một loại khác. Ở đoạn dưới quý vị, chúng ta thấy là mình dán á, dán vào cái gì đó. Ví dụ chúng tôi một tờ giấy dán vào bức tường là một, mà có dính được hay không là một dạng. Cái dính đó là tính, tính là cái sự, tức là cái gì rất là mặn nồng, rất là kháng khích, rất là gắn bó đối với cảnh. Thì cái tính á, nó là một cái gì làm cho tâm của chúng ta trở nên sâu sắc, có chiều sâu. Còn cái tâm mà không có tính á, nó là cái tâm gọi là mật. Ở chúng tôi muốn nói một điểm là đa phần chúng ta làm cái gì có tất cách nửa vời. Nửa vời ở đây từng sẽ nghi hoặc cả. Cái nửa vời đó nó thiếu sự quyết đoán, nó thiếu sự trọn tin. Khi nào mà quý vị có thể hiểu cái sự nghi hoặc và kháng kịch đó, thì quý vị thấy như vậy là mình làm việc với bạn bè, mình sống bằng bạn bè, mà với một người mà mình có niềm tin được, mình có niềm tin được, tức là mình có sự thân thiết gắn bó, thì nó lại khác. Mà lúc mà chúng ta làm việc với một người nào đó mà chúng ta còn có tính cách là chưa tin, còn người vật không biết người đó tốt hay xấu, có phải là bạn tốt chứ không hả chị? Cái đó là cái khi chúng ta không biết hỏi được cái đó. Nghĩa là một người mà chúng ta chưa tin tưởng được thì chúng ta gắn bó được hết. Thành ra cái tứ và cái nghi hoặc nó đối lập với nhau. Hãy nghi hoặc càng nhiều thì tứ càng ít, mà cái tứ càng nhiều thì nghi hoặc còn càng ít. Hỷ ở đây là một cái phản ứng hân hoan các với cái hỷ của cảm thọ. Nếu quý vị nào mà kinh nghiệm học qua cái phần thuộc tánh của tâm, thì cái thọ hỷ nó vốn là một cái cảm thọ, mà thuộc tánh hỷ nó thuộc về hành quân, nó cũng là hỷ nhưng hai cái khác nhau. Cái thọ hỷ nó khác với cái thuộc tánh hỷ. Ở đây chúng tôi có một cái ví dụ là thọ giống như gọi là cảm biến, nhưng mà thành cảm biến gọi là thọ. Nó có cái cách là nhận cái sức đồ, nhận tín hiệu và là thụ động. Thì ví dụ này, ngày hôm nay người ta có hai cái loại máy dò tìm ở trên sóng, gọi là radar thụ động và radar chủ động. Radar thụ động tức là cái radar nó chỉ nhận cái sóng phát ra, ví dụ chiếc máy bay bay đến, thì chiếc máy bay nó có một cái phát sóng riêng, và cái phát sóng riêng gọi là cái signature của chiếc máy bay đó. Thì cái radar này nó chỉ nhận cái tín hiệu đó, và nó dựa trên cái tín hiệu phát sóng đó mà nó đoán được đó là máy bay lớn, máy bay nhỏ, đó là máy bay kích cỡ này, kích cỡ khác, đó là cái radar thụ động. Và nó có cái loại radar chủ động đó, nghĩa là không phải nhận cái tín hiệu mà phát đi tín hiệu. Do phát đi tín hiệu á, thì do cái nó có cái, do họ phát đi chạm một cái vật thể, và do cái chạm vật thể đó, người ta biết được. Và ta biết được, chúng tôi lấy một cái ví dụ như bây giờ cái sự khác biệt giữa radar thụ động và chủ động như vậy là
một cái xác tàu, xác tàu ngầm mình nằm ở dưới đáy biển, nó đâu có phát sóng đâu mà radar nhận được cái gì. Tại ra không thể dùng radar thụ động mà dò tìm một cái xác tàu ở dưới biển được, và ở dưới đáy biển. Nhưng mà radar chủ động đó thì nó lại phát sóng, và khi nó phát sóng nó tìm thấy một cái vật thể bằng kim loại chịu kích cỡ đó nằm ở dưới đáy đó, mà do cái nó phát sóng nhận được điều đó, nó tạo ra một cái hình ảnh ở trên màn ảnh, thì họ biết ở đó có. Thật ra có nhiều thí dụ nó hơi khó thưa quý vị, cái chuyện này rất lớn điều kia, nhưng mà cái thọ hỷ nó giống như radar thụ động, và nó thuộc về thọ vững và thuộc tính hỷ. Thuộc tính hỷ mà chúng ta nói tại đây nó là một cái phản ứng của hành quấn, và nó thuộc về chủ động. Không biết Kim Tuy nói như vậy quý Phật tử chúng ta có nghe rõ không? Có nghe kịp không? Tại mình phải để ý một điều là cái hỷ ở đây thuộc chi thiền, nó là thuộc tánh hỷ, tâm sở hỷ. Hỷ thuộc về hành quẩn, không phải là thọ hỷ, thuộc về thuộc tánh thọ. Dạ, phải cẩn thận, rất là cẩn thận về việc đó. Nhưng mà khi chúng ta nói đến cái chi kế tiếp là lạc đó, lạc đó nó thuộc về thọ quẩn. Và chỉ là cái tại đây đó, nó không mang cái ý nghĩa là cái cảm giác sung sướng của thân như là chúng ta đang thường hiểu. Lạc ở đây chúng ta gọi là một sự gội nhập, một sự thấm nhập. Trong lúc khỉ là sự hân hoan. Nếu mà nói một cách tách biệt ra đó, thì hỷ giống như là mình bùng bổ gặp chứng minh, hay là mình khát nước mà có ai đến đặt trước mặt mình đây là chai nước mát lạnh anh uống đi, thì mình đang khát nước mà ta cho một chai nước vậy, chưa uống cảm thấy hân hoan rồi, thì cái đó gọi là hỷ. Nhưng mà mình uống vào nó vừa đã khát vừa thoải mái, cái đó gọi là lạc. Chúng ta gọi là một cái sự gọi nhầm. Tức là ngày xưa sư trưởng có dùng cái gì gọi là hướng cảnh. Dạ, hướng cảnh đó là một cái sự gọi nhầm. Thì thưa quý vị, cái hỷ và lạc này đó, cái lạc này đó nó lại cái hỷ đó nó trị cho cái sân độc. Sân độc là cực khó chịu, hỷ là sự hân hoan, mà lạc đó là sự gọi nhầm. Ở trong đó nó chúng ta có thể dùng những từ là thấm thía chẳng hạn, nhờ cái thấm thía thì lạc á, nó giúp chúng ta trị trạo hối tức là sự dao động. Định hay các cái ta ở đây dịch là nhất hành, nhất hướng. Và trong tất cả tâm á đều có định, nhưng mà cái định chỗ này chút cái chỉ định ở đây đó, là cuộc sống gặp bền bỉ. Chúng ta tạm dịch là an trụ, an gặp cái bền bỉ. Ví dụ như là mình niệm hơi thở có định, nhưng mà định còn khác chẳng sẽ gọi là sát na định. Nhưng mà tiếp theo hơi thở khác, và mỗi hơi thở thì chúng ta đều giữ được cái sự tập trung một cách bền bỉ. Cái đó gọi là an chỉ định, hay là chúng ta nói là trụ tâm ở trên một cái đối tượng. Thì cái khả năng trụ tâm này đó, nó mở ra một cánh cửa giúp cho chúng ta có cái định lực. Và khi mà chúng ta không có an trụ tâm được,
thì cái tâm của chúng ta yếu, tại vì nó không khả năng tập trung. Sự tập trung á thì có, nhưng tập trung trong khoảnh khắc, buông cái này chụp cái kia, giống như con khỉ mà chưa cành vậy. Thì con khỉ nó có ở lên trên một cành cây đó có, nhưng ở trong một khoảnh khắc này, nhưng mà rồi đó là chuyện của cành khác. Mặc dù cành này và cành kia giống hệt nhau, nhưng mà cái bản chất của nó rất truyền nhận. Thì cái tâm của chúng ta nó tự đi từ điểm này qua điểm kia. Và khi mà nó đi từ điểm này đến kia thì nó không có phát huy được cái nội lực. Chúng ta tạm lấy cái ví dụ là hồi chúng tôi mới vào Mỹ và học trong đi học ấy, thì thường thường những thứ gì ở trong đại học Mỹ thì họ có một cái cái cách đó là hai cái phần học. Một cái gọi là general education requirement, tức là cái kiến thức nền tảng tổng quát mà tất cả sinh viên trong đại học đều phải học một cách. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải học thuộc cái major, tức là một cái sự lựa chọn chuyên ngành. Bây giờ chọn chuyên ngành tức là mình đi học thời gian rồi, không phải mình học chung chung học ngoài chứ. Thì khi mà mình học đó, thì mình phải, nếu mà có cái chuyên ngành đó thì dần dần mình đi sâu vào lĩnh vực đó. Mình đi sâu vào chemistry, vào physics, vào anthropology, vào psychology, political science hay là computer science. Mình tập trung vào một cái ngành nào đó. Thì khi mình có tập trung đó, thì mình mới có một cái chiều sâu ở trong lĩnh vực đó. Còn học về cái general education requirement, tức là mình học cái kiến thức tổng quát thì nó có chiều rộng, nó có chiều sâu. Thì một ở trong những vấn đề mà nhiều sinh viên gặp thường đó là đổi major. Đổi major ví dụ như là ban đầu họ thích học về về ngành y, nhưng mà sau đó họ thấy mệt mỏi, họ đổi qua điện toán, computer. Hay là ban đầu họ vào học về psychology, sau đó họ đổi qua về sociology hay là political science. Để trong trường học họ hay cho mình những người counselor, tức là những người đến để mà cố vấn cho mình. Mình đến gặp họ để họ cố vấn. Tuy nhiên có rất nhiều sinh viên rơi vào trong trường hợp là đổi major. Do đổi major đó, học mất thời gian nhiều hơn, tốn tiền nhiều hơn, tốn sức nhiều hơn, mà có đôi khi không ra trường được, không tốt nghiệp được, tại vì đổi này qua kia. Thì điều đó nó tương tự như là ở trong cuộc sống của chúng ta. Mình làm cái gì đó mà mình có tập trung thì nó có thành thạo. Cái sự thành thạo đó, sự thuần thục đó gọi là định lực hay kết quả quyết định. Sư trưởng hồi còn xin tiền, chúng tôi không biết là sao, nhưng mà hồi chúng sư trưởng hay nói cái câu mà nhắc chư tăng là giấy dạy thầy, cây dạy thợ. Tức là mình đã biết là ngoài thì nó giỏi, là ngoài xuất sắc, tại vì có tâm định nó thuần thạo, thuần thục. Có thể cái ví dụ gần hơn đó là người nào ít nấu ăn lâu lâu vào bếp thì nó mệt mỏi, thấy nó mệt lắm, nhưng người quen nấu ăn nấu nhanh lắm, nấu nhanh, nấu dễ dàng, nấu thoải mái, có vấn đề tại họ quen. Cái thói quen đến từ cái định thức, nhưng mà cái thói quen đến từ định lực là bình thường rồi, nhưng mà gọi là định lực á, mà chúng ta gọi là sự nhung nhuyễn, sự thành thạo, sự thuần thục, đó là kết quả của một sự đọc chúng đi. Ít có ai mà một người trung bình mà làm việc gì mà lặp đi lặp lại làm hoài mà người đó lại không có trở nên thành thạo. Mà trở nên thành thạo rồi thì quen. Bởi vì chúng ta nghe câu chuyện Ngũ Thứ Tư và ông lão bán dầu ấy,
một người bắn bách pháp bách trúng đôi khi nghĩ là hay, nhưng mà do sự quen tay, cũng như ông lão có thể dùng một cái đồng trinh, một cái đồng xu mà có cái lỗ mà rót dồn vào trong cái lỗ đó mà không rớt ra bên ngoài, nó cũng có sự quen tay. Cái quen tay đó là do mình làm thử. Thì thứ gì để hiểu cái tâm sắc giới á, thì chúng ta hiểu rằng đó là một cái tâm tu tập, mà cái tâm đó đó nó là một sự phát triển năm cái chi thiền. Do phát triển năm chi thiền này, nó đối lập với năm cái pháp căn ngại mà người dục giới thường có. Hãy năm pháp căn ngại này mạnh á, thì cái tâm sắc giới không thành tựu được. Mà cái năm cái tâm sắc giới càng mạnh á, thì năm cái chi thiền càng thuần thục, năm chi thiền càng thuần thục thì giúp tách rời khỏi đời sống dục giới. Nói cách khác đó là chúng ta dùng cái chữ gì hiểu ra bên ngoài đó là một người qua một cái xứ sở khác để sống, một khi mà chưa có an cư lạc nghiệp, chưa có ổn định thì nó còn rơi vào trong tình trạng lông bông. Nhưng một khi mình tìm được một cái trường học tốt, một công việc làm tốt, một cái nghề có lương cao rồi đó, thì người đó sẽ tập chú nhiều, không còn lông bông nữa. Không lông bông đó thì chúng ta tạo hiểu là tâm sắc giới do phát triển năm cái thiền chi, nó đối trị với năm cái pháp ngăn ngại mà chúng ta vừa đề cập. Và cái đặc biệt mà khi chúng ta định cái cách chi thiền đó, thì năm chi thiền này tu tập càng cao thì càng bớt đi. Ví dụ năm chi thiền là tầm tứ hỷ lạc định, nhưng mà tu càng cao thì nó từ từ bớt bớt. Như là sơ thiền thì có đủ năm chi thiền, nhị thiền công thắng pháp thì còn có bốn chi, rồi tam thiền còn có ba chi, tứ thiền còn hai chi, và ngũ thiền thì cái chi lạc và định nó trở thành xả và định. Cái tại sao mà càng tu thì lại càng bớt đi cái chi thiền? Thì thời gian đâu á, năm chi thiền nó giống như mình học ngôn ngữ mới á, thời gian đầu thì mình định ngữ vựng về văn, về cách câu, về cách phát âm vân vân, và mỗi lần mình muốn nói một cái chữ gì đó thì mình phải nhớ chữ thể nghĩa như thế nào, rồi cách phát câu như thế nào, cách phát âm thế nào. Khi mà mình đã quen rồi thì mình không còn đánh vần nữa. Khi mình quen rồi thì không còn, mình không cần phải ngồi nghĩ cái nào tốt từ, cái nào động từ, đánh từ phải nói trước, sau mà mình nói một cách phản xạ. Thì như vậy đó, chúng ta nên hiểu rằng càng lâu tu càng lâu thì càng giảm bớt các cái chi tiết. Thưa quý vị, tại sao gọi là sắc giới? Thì chúng ta nên biết chuyện sắc giới này đó, nó không phải là chỉ là mắt thấy, mà nó thuộc về liên quan đến vật chất. Vật chất ở đây không phải là xuyên suốt, mà vật chất ở đây tức là một cái thời gian đầu để tu tập. Thí dụ như một người mà tu được một đất nước lưỡi đỏ, xanh vàng đỏ trắng, hay là quán về tự thi, quán về bất tịnh, hay là tu trước vô lượng tâm vân vân, thì thời gian đầu thì dùng một số cái đối tượng làm đề mục để nhập tâm, để an trụ, để trụ tâm. Và những cái đề mục đó nó khởi đi từ vật chất. Và khi đến vật chất thì chúng ta nói đến một cái cảnh thô đầu tiên. Cái cảnh đầu tiên rồi từ đó nó để lại một cái ấn tượng. Cái ấn tượng đó nó tạo thành một sự biến mạng. Thì chúng tôi không có muốn đi chi tiết vào điểm này, bởi vì quý vị nào đọc trong Thanh Tịnh Đạo
hay là trong một dịp khác đó, tại vì nói nó nhiều nó cầu kỳ, chúng ta chỉ muốn dùng một cái thí dụ, và qua cái thí dụ này và quý Phật tử có thể mường tượng được. Rồi ví dụ như là thời gian đầu một cái vị thi sĩ làm thơ dựa trên rắc rối của chữ nghĩa, nhưng mà lâu ngày đó, thì từ cái chữ nghĩa đó, nó tạo nên cái nguồn cảm hứng, và lâu ngày hơn nữa đó, thì vị thi sĩ đó bằng cái hồn thơ đó cảm nhận cả thế giới này toàn là thơ hết. Chúng ta gọi đó sự biến mạng. Cái sự khác biệt giữa chúng ta đó là với thi sĩ đó, đôi khi chúng ta nhìn chiếc lá nhưng mà nó không có tạo thành nguồn thi hứng, một chiếc lá mùa thu chẳng hạn, và chúng ta không tạo nên nguồn thi hứng, do đó ít bao giờ mà chúng ta nhuộm cả thế giới này bằng tứ thơ với hồn thơ của mình. Ngài Xá Lợi Phất có một lần Ngài nhìn một đống củi và Ngài chỉ chỉ đang là với tâm định để các hiện giả đống củi đó có thể biến thành đại địa, và đây là một cái khả năng biến mãn rất là đặc biệt. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là ở tại Mỹ bây giờ đang có cuộc vận động tranh cử, một cái hiện tượng xã hội như là bạo loạn. Nếu bình thường không có cuộc vận động tranh cử thì đó chỉ đơn thuần là một cuộc bạo loạn ở trong một cái thành phố, ở trong một nơi nào đó. Nhưng mà bởi vì nó đang ở trong mùa bầu cử nên nó bị chính trị hóa, thành nó trở thành một cái đề tài bao trùm cả một quốc gia ở trong khu vực đó bầu cử. Thì cái chuyện mà từ một điểm nhỏ, từ một nó trở thành từ một cái cụ thể ra một ấn tượng, chúng ta gọi là trong kinh là tự tướng, và từ cái tự tướng đó nó mang cách là phủ trùm bao khắp, chúng ta gọi là biến bản, thì nó lại là một cái sự rất là đặc biệt. Khi mà chúng ta nói về cái khả năng phát huy, chúng ta có khả năng đó trong cuộc sống, nhưng mà thưa quý vị, nó không như ý chúng ta được, không như ý. Như chúng tôi nói là có những khi một vị thi sĩ người được phúc thiên cầu mãi không về, vân vân với cánh đảo đề mực đen lúc có cảm hứng, không có cảm hứng, không có thì làm sao mà hồn thơ lai lắc được. Hay ví dụ lúc quý vị biết là có những người đó họ có khả năng đó nhưng mà lâu lâu đó mới phát huy được, còn có những lúc họ cần phát huy không phát huy cũng được, tại vì họ không có phát huy tự đại. Và cái biến mãn đó là sự phát huy tự đại và có thể phủ trùm mình. Hồi chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi có đọc cuốn sách họ nói về sự khác biệt giữa một người có tài hùng biện và người không có tài hùng biện. Họ nói rằng người không có tài hùng biện đó, họ đứng lên trước một cái khán giả hàng trăm người, và khi họ nói chuyện một lúc đó thì hàng trăm người đó chỉ để ý đến cái áo mặc mặt, cái cách họ cầm cái ly nước hũ, cái cách họ đi đứng, cách họ cầm microphone. Nhưng một người hùng biện đó, thì sau 5 phút, 10 phút đó, thì họ có khả năng thuyết phục mọi người cùng chia sẻ một đề tài, và cái đề tài đó nó phủ cả cái hội trường đó, cả một cái buổi nói chuyện đó. Mọi người chỉ nghĩ với cái gì, chia sẻ cái gì được nói đó thì cái đó gọi là hùng biện. Thật ra ở trong cuộc sống, từ một cái cảnh bình thường tạo thành một ấn tượng,
từ cái ấn tượng tạo thành một cái sự biến bản đó. Nó là những cái cầu nối. Ở trong trường hợp này là giữa vật thể và tâm thể, giữa vật chất và tâm. Cái gì nào mà đọc ở trong kinh á, thỉnh thoảng chúng ta thấy có trường hợp, ví dụ như là một người có tu thiền, sau đó hoại thiền, nhưng mà bất chợt nhìn thấy một hình ảnh của màu vàng, hình ảnh của cánh sen, nó gợi là cái màu vị đã từng tu tập, và từ cái màu đó vị đã phát huy tâm định, trở thành biến bản, nhập thiền trở lại. Thì có những thứ trong đời sống của chúng ta mà đó là một chiếc lá vàng, đó là một tảng đá, đó là một cái âm thanh róc rách của dòng suối. Với người khác thấy đó, nghe đó, nó chỉ là một thoáng, chợt đến chợt đi. Nhưng với một người, một thi sĩ, thì chiếc lá vàng đó, tiếng róc rách của dòng suối đó, cái tiếng lao sao của những chiếc lá trong chó đó, nó có thể tạo thành một nguồn thi hứng, nó có thể tạo thành một cách nói mà rất là nó giống như nó phóng đại gọi là một trời thơ, và một trời thơ, cũng như là chúng ta nghe nói có một người từng sống ở Việt Nam rồi qua sống xứ người, rồi bất chợt thấy một cảnh tượng nó quen thuộc, thì nó tạo ra một trời thương nhớ. Cái tâm của chúng ta nó biến mạng phải không? Nhưng mà thường thường khi mà chúng ta không tu tập thì biến mạng nó không có tự tại. Nhưng mà khi tu tập thì biến mạng đó nó theo ý của mình, nó hơi khó hiểu chút xíu, nhưng mà chúng ta nên hiểu là nó đại khái là từ một cái vật thể nó tạo ra cái tự tướng tạo ra quan tướng, nó tạo ra sự biến mạng. Và trong cái sự biến bản đó thì cái mà nhanh và rộng nhất đó là ánh sáng, đó là ánh sáng. Ở trong Phật giáo thì có một điểm mà các nhà khoa học họ cũng nhìn nhận với Phật học đó là ánh sáng thì đi rất nhanh và rất xa. Dạ, ánh sáng đi rất nhanh rất xa. Chúng ta nói về ánh sáng, nói về điển quang, và ánh sáng thì lại đến màu sắc. Và ngay từ ở trong kinh hồi xưa tới đến màu sắc thì những người tu thiền cũng tập trung vào cái màu gốc. Màu gốc tức là màu không có biến đổi, tức là xanh vàng, đỏ trắng. Dạ, màu trắng nghĩa như không màu, nhưng chỉ một màu xanh vàng đỏ trắng. Có dịp thì chúng ta nói thêm về việc đó, nhưng mà đại để ra là thời gian ban đầu những cái màu sắc, rồi ánh sáng, rồi sự phát triển của tâm định dựa trên những điều đó, nó tạo nên một sự biến mạng mà chúng ta gọi là tâm sắc giới. Thế đây thưa quý vị, trong phiên ngữ và nghĩa đó, chỉ sắc ở đây không phải chỉ là cảnh sắc, mặc dù đề mục đề liên quan cảnh sắc, mà thật ra nó cũng liên quan đến xúc giác nữa nha. Ví dụ như là hơi thở, hơi thở không phải là cảnh sắc, hơi thở là xúc giác. Nhưng chỉ sắc ở đây đó là chỉ cho vật chất, nó đối lập với vô sắc là trường tử. Dạ, quý vị nhớ, sắc ở đây đối lập với vô sắc là trường tử. Chúng ta sẽ học về vô sắc trong thời gian tới. Một bên là trường tử, một bên là vật thể, thì hai bên đối lập với nhau. Chúng ta nói sắc giới, vô sắc giới. Chỉ sắc ở không phải là cảnh sắc. Dạ, chúng ta nên để ý điều này. Bây giờ thì chúng ta nói đến một điều mà nên cẩn thận, và chúng tôi rất là tiếc là vì sao này có một vài vị lại nêu ra vấn đề này, nó trở thành một cái chuyện để công kích thắng pháp. Vì nói rằng ở trong truyền thống mà Đức Phật dạy chỉ có tứ thiền thôi, mà thắng pháp đưa ra năm thiền gọi là ngũ thiền, thì điều đó là chứng minh cho thấy thắng pháp là hậu tác, không phải là Đức Phật. Để nói khác với Đức Phật thì ra thì
nói như vậy là tại vì họ không đào sâu vào, mới nghe con số 4, số 5 nói như vậy thôi. Thì căn bản thưa quý vị là có 4 cái tầng thiền. Sơ thiền là một trạng thái thiền có đủ 5 chi thiền là tầm tứ thị lạc định. Nhị thiền thì chỉ có thị lạc định, tam thiền chỉ lạc và định. Tứ thiền chỉ còn là định nhưng mà cái năng cho sinh xả và không có lạc gì, không có thị lạc sinh xả. Bốn thiền này cũng có đề cập ở trong thắng pháp đầy đủ. Nhưng mà quý vị thấy trong cái đồ biểu mà chúng ta ghi đó, thì ở trong kinh Tạng á, nhị thiền có nghĩa là không tầm tính, sơ thiền có tầm tính. Nhưng mà ở trong thắng pháp Tạng thì còn ghi nhận một điểm hết là nói tới sơ thiền á, thì có tầm tính hay lạc định. Nhưng mà sau đó còn có một trạng thái khác, nó chỉ có tứ hỷ lạc định không có tâm, gọi là pháp vô tâm hữu tính. Trạng thái hình tế gì lắm. Mà ở trong kinh Tạng thì có đề cập đến trạng thái vô tâm hữu tính này, như ở trong kinh Phúng Tụng, ở trong Tăng Chi và trong Tương Ưng có đề cập đến. Thì mặc dù có đề cập đến nhưng mà không được kể để đây trạng thái được là tế gì. Và người học thắng pháp thì nên hiểu rằng cái ngũ thiền ở trong thắng pháp tương đương với tứ thiền ở trong kinh Tạng, tứ thiền pháp tương đương với tam thiền ở trong kinh Tạng, tam thắng pháp tương đương với nhị thiền trong kinh Tạng. Nhưng nhị thiền và sơ thiền ở trong thắng pháp thì nằm ở trong cái sơ thiền của kinh Tạng. Thật ra đây là vấn đề rất là dễ hiểu, rất là rõ ràng, chúng ta không có chuyện gì phải bàn. Thưa quý vị, tuần tới thì chúng ta sẽ đi sâu vào trong năm thứ tâm sắc giới, đó là tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới và tâm di tác sắc giới. Quý vị đừng hỏi là sao mà cái giáo trình này giải kỳ vậy, sao mà có lúc như trong tâm dục giới vậy, thì lại chia ra tâm thiện, tâm quả, tâm duy tác ba buổi học khác nhau. Và ở trong tâm sắc giới thì chỉ học buổi học hôm nay học chung, và ba cái kia lại học gom lại. Thì chúng ta sẽ giải thích tại sao. Nhưng mà bởi vì khi nào cần thì mình nói chi tiết, còn không cần thì mình không cần phải đi sâu vào chi tiết. Dạ. Đó là một vài điểm chúng tôi muốn chia sẻ về tâm sắc giới ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi nhắc quý vị một điều rằng trong cái giáo trình này đó, chúng tôi luôn luôn cố gắng là pha lỏng nó ra, giải cái gì từ đó nó gần để quý vị có thể hiểu được. Bây giờ quý vị thấy rằng trong bài học của chúng tôi không có chú thích phản ứng nhiều, bởi vì có vài người nói với chúng tôi rằng cái chú thích phản ứng rất tốt, nhưng mà có cái là nhiều chữ của họ thấy họ hơi rối. Chúng tôi thử giảm bớt cái chú thích phản ứng. Ví dụ quý vị thấy năm chi thiền, năm thiền cái chúng tôi không có chú thích phản ứng. Chúng tôi thử xem cách này có giúp chú vị hay không. Dĩ nhiên là có thể thiền tọa tự siêu sẽ mở là tại sao không biết phản ngữ, thì phản ngữ là căn bản và đúng như vậy. Giờ chúng tôi muốn chú thích, nhưng mà có những trường hợp mà rất cần thiết thì chúng tôi sẽ để phản ngữ vào. Nhưng mà thông thường nếu quý vị không có cần thiết lắm thì chúng tôi để cho nó giống như chúng mình nhìn đã đỡ rối mắt, đỡ rối mắt. Nói về là không chuyện thiền tọa tự siêu sẽ rầy đâu, là bởi vì phản ngữ và rối mắt, phản ngữ làm cho mình nhìn chính xác. Nhưng có nhiều vị nhìn phản ứng, nhìn hồi cái nào giống chữ nào, mệt quá. Chúng ta là vậy. Và chúng tôi cũng phải thú nhận một điều rằng ở trong giáo trình này chúng tôi pha loạn ra, đem rất nhiều khái niệm của kinh Tạng vào đây để quý vị có thể làm quen hơn là giảng có rất là đậm đặc. Dạ, đậm đặc chương trình. Bây giờ thì xin được chấm dứt phần bài giảng về tâm sắc giới tại đây. Và thượng tọa tự siêu không biết là thượng tọa có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu thượng tọa tự siêu đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ nói cho đôi điều trước khi chúng ta đi vào phần thảo luận. Và thượng tọa tự siêu, thượng tọa có nghe được không? Dạ, kính thỉnh thượng tọa tự siêu.
môn của thầy. Ở trong thời gian chờ đợi thì tôi rất đặng soạn câu thảo luận. Chúng tôi tiếp lời chúc thực ra thú vị. Chúng ta học cái môn nào thì cho nó ra môn đó. Học kinh tạng thì chúng ta nói lý kinh tạng. Học luận tạng thì chúng ta phải nói thuần luận tạng. Học thắng pháp thì chúng ta nói là duy nhất về thắng pháp. Nếu mà chúng ta học luật mà chúng ta cứ triết lý giống như học kinh, học thắng pháp mà chúng ta cũng lý thuyết giống như kinh tạng, như vậy thì có lẽ là chúng ta không biết bao giờ để chúng ta giỏi được cái bộ môn. Cho nên lúc này sức khỏe của chúng tôi thì cũng kém, do chúng tôi làm việc nhiều ban ngày, cho nên buổi tối vào room thì chúng tôi rất là mệt. Chúng tôi cũng không có muốn có ý kiến nhiều về cái vấn đề giáo trình giảng dạy. Có những câu hỏi nào hỏi thì chúng tôi trả lời thôi. Thực ra thì từ hôm trước đến bây giờ, khi mà chúng ta học, bắt đầu kể từ tâm nhận thức cho đến bây giờ, chắc có lẽ là mặc dù ở trong giáo trình thường tôi giáo đẳng nói là soạn cố gắng không có chen vali vào để làm cho quý vị không bị rối, quý vị dễ hiểu, nhưng mà chính cái chỗ đó mai mốt chúng ta học càng về lâu, học qua đến các cái loại Amatika, đồ đề hay là phần duyên hệ chẳng hạn, nếu chúng ta không có chen vào Pali đó thì mạnh ai muốn nói tiếng Việt, muốn nói cái danh từ kiểu nào cũng được, chữ nào cũng được, thì trong tương lai kể như là chúng ta hoàn toàn chúng ta mù tịch cái tạng vi diệu pháp. Khi mà chúng tôi dạy ở bên ngoài, dạy trường lớp ở bên ngoài, chúng tôi cũng thường nhắc cho chư tăng là phải tập làm quen với cái thuật ngữ Phật học tiếng Pali. Tiếng Việt thì chúng ta dịch còn có thể thay đổi. Hòa thượng tịnh sự thì xài từ này
thì dịch nghĩa này, và Thượng Minh Châu dịch nghĩa kia. Rộn Phạm Kim Khánh, bác Phạm Kim Khánh dịch cái quyển Vi Diệu Pháp Khai Lược, có ngày Na Đa thì xài lại để xài cái từ khác. Nếu mà không có cái tiếng Bali làm chuẩn, chúng ta nghe bây giờ cái mai bố chúng ta nghe vị khác giảng, chúng ta không biết là cái từ đó nó thuộc về cái nghĩa nào, cái vị trí nào ở trong cái pháp đó. Cho nên chúng ta sẽ khó nhớ, khó biết được. Còn nếu như Phật tử chúng ta đã yêu cầu Thượng Tọa Giác Đẳng bỏ bớt cái tiếng Pali gì, không có cho chen vào, để cho quý vị khỏi rối, thì trong trường hợp có tùy theo quý vị thôi. Chúng tôi có một vài lời chia sẻ với quý vị về giờ thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại điều học. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trực Thượng Tọa Tuệ Siêu. Hôm nay quý Phật tử nghe Thượng Tọa Tuệ Siêu nói rồi đó. Thật ra quý Phật tử đừng hỏi chúng tôi rằng tại sao mà trong bài học mà mình lại chú thích nhiều cái phản ứng như vậy. Thật ra thưa quý vị, chúng tôi cũng có chia sẻ nhiều với Thượng Tọa Tuệ Siêu về điểm này, là những danh từ tiếng Việt đó, nó không có chuẩn. Có khi nói thế này thế kia. Ví dụ như là chữ tầm tứ hỷ lạc định, thì chữ tầm tứ hỷ lạc định thì ngày Hậu Tông hồi xưa thì là suy là chữ tầm, sát là chữ tứ, sát là quan sát, hỷ là phỉ, lạc định thì mỗi vị dịch một cách khác, hay là chữ phóng dật, như chúng tôi nói chữ phóng dật. Nhưng mà nếu chúng ta thêm vào cái chữ phạn á, thì chắc chắn nó rõ nghĩa hơn. Rằng chúng tôi cũng phải nói rằng soạn cái này thì nó cũng là vấn đề. Nếu quý vị thấy nó hơi nhiều á, chữ phạn hơi nhiều quá thì quý vị cứ xem là cái đó mình để bên mai mốt cần nó mình tra lại thôi, chứ nó cũng có chuyện gì. Bây giờ thì bậc Thượng Tọa Tuệ Siêu xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho cô đầu tiên, đó là chúng ta nói mình tu tập các chi thiền để đối trị các pháp cái, nhưng mà tại sao các vị A-la-hán không còn phiền não, không pháp cái nữa, nhưng mà có khi các vị muốn tu thiền hợp cái thì trong những giờ cuối cùng trước khi ngài viên tịch thì Đức Phật hỏi, thì ngài nói rằng nếu mà ngài tu tập về thiền chỉ thì có lẽ nó cũng là điều ngài mong muốn, không có hối tiếc. Thì xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ cho biết bảy với Thượng Tọa về điểm này. Thỉnh Thượng Tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, các chi thiền thì đối trị với pháp cái, nhưng mà không phải cái vị nào tu thiền cũng là để đối trị với pháp cái.
ở trong cái quyển sách Minh Giải thì chỉ trong chú giải có nói rằng là chi thiền mà đối trị pháp cái là chỉ đối với hạng phàm tâm dân và thánh hữu học, còn đối với vị lộ tận các ngài tu tập thiền chỉ và chi thiền khi mà nó phát sinh là để nó kiên cố tâm định và để thanh tịnh hóa tâm định thêm lên nữa, vững chắc hơn, vững chắc hơn. Ở đây thưa quý vị, một bậc của thánh giải thoát thì các vị tất nhiên là phiền não đã được đoạn tận, không còn dùng cái phương pháp nào để mà chế ngự mà đấu trị với phiền não nữa. Nhưng mà dùng cái tâm thiền là để cho tâm kiên cố. Thí dụ như một vị A-la-hán mà không đắc thiền thì đối với vị đó phiền não đã được đoạn trừ. Nhưng khi mà đời sống bình nhật, các vị đó muốn nhập thiền an trụ tâm một vài ngày ở trên một địa mục, không được thưa quý vị. Cứ là cái tâm di tác dục giới thì ngài cũng vẫn thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ. Mặc dù trong cái thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ đó thì các vị A-la-hán vẫn luôn luôn là có cái sự tỉnh giác chánh niệm, nhưng mà gọi là cái tâm được an trú với kiên định, với kiên cố định apana samadhi thì không được, không giống như là vị a la hán mà có các ngài có đắc thiền, có tu thiền, có tu thiền chỉ và các cái chi thiền đó. Của vị a la hán thì các cái chi thiền ở trong tâm thiền mà vị đó chứng đó, tâm thiền đó ở trong chú giải nói rằng là để làm cho cái tâm mạnh mẽ hơn, kiên cố hơn, chứ không phải là các cái chi thiền đó để đoạn trừ năm triền cát.
Nó cũng ví như khi mà chúng ta dùng một cái đồ vẽ để chúng ta lau cái mặt bàn khiến bụi đóng đầy, thì lau cho nó sạch bụi. Nhưng mà cứ mỗi một ngày như vậy đó, dầu không có bụi, người ta vẫn dùng một cái khăn sạch và nước rửa kính để người ta làm cho, để người ta làm bóng cái tấm kiến nó lại, nó đã sáng sáng thêm, nó đã sạch sạch thêm. Cũng như tâm của vị A-la-hán khi mà ngài tu thiền với các cái chi thiền đó, khi ngài chứng đắc thiền với các chi thiền đó, đã sạch sạch thêm, ở trong sáng cũng sáng thêm. Còn như đối với tâm phàm phu chúng ta, vì tâm ô nhiễm, do đó cho nên khi mà chúng ta tu tập thiền định, nhờ vào năm chi thiền đó mới đấu trị với năm cái pháp cái. Giống như là chúng ta dùng cái khăn để chúng ta lau bụi trên cái tấm kính gì đó, thì đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái phụ thông lượng số 1. Nam mô Phật Thầy. Sao chú cái kinh sự tập tự siêu, mà sự tập tự siêu chúng ta biết rằng thiền sắc giới với vô sắc giới đối lập với nhau, là một bên đó là rất là trừu tượng, mà một bên phát xuất từ cái đề mục thiền là vật thể hay là vật chất, như là các khasida. Các khasida thì là sắc giới, thuộc về sắc giới mình hiểu rồi, nhưng mà tại sao mà tứ vô lượng tâm, thí dụ như mình nói là hư không vô biên thì là khái niệm trừu tượng, mà chúng sanh vô biên thì lại không là khái niệm trừu tượng được? Kính thưa Tư Tạng Quan Thủy cho giảng rõ về trên bài điểm này, thỉnh sư phật. Bạch thượng tọa từ siêu ở trong rung chưa nghe được, thượng tọa thì cầm mic lại, kính thỉnh thượng tọa. Xin hỏi thì có nghe được chúng tôi nói chưa? Dạ, dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, chính vì chúng ta không dùng cái tiếng Pali cho nên chúng ta bị nhập. Cái gọi là vô lượng tâm Apamanya cái vô lượng tâm này không có nghĩa là chúng sanh vô lượng, không có nghĩa là chúng sanh vô lượng, mà sở dĩ gọi là vô lượng tâm là đối với chúng sanh. Vị hành giả trú cái trạng thái từ metta
tu tập Metta Bhavana tâm từ, hay là Karuna Bhavana tu tập tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Cái tâm đó phải là cái tâm vô lượng, không có hạn lượng. Cái chữ này không có nghĩa là vô lượng, là không có đếm được asankhaya. Asankhaya mới là vô lượng, mà chúng ta thường gọi là tăng kỳ. Còn cái chữ vô lượng apamanya tức là không có giới hạn, không có giới hạn. Thí dụ như khi mà người an trú tâm từ, có cái tâm hài hòa, thân thiện đối với tất cả chúng sanh, đối với chúng sanh nào thì cái tâm của vị hành giả cũng là thân thiện, mong cho chúng sanh đó được cái sự an vui, chứ không phải có hạn lượng là chỉ với cái người thân của mình đó, thì mình mới có cái tâm hài hòa, mong cho họ an vui. Còn đối với kẻ thù hay là đối với người dân thì chúng ta lại khe khắc, chúng ta không cần đếm xỉa tới họ. Nếu như mà mình có cái sự lạnh lùng, chỉ có thân thiện với người thân, người thương, quý thuộc thôi, lạnh lùng hay là mình ghét bỏ cái người mà mình không ưa đó, thì như vậy là tâm bị hạn lượng, cái tâm từ bị hạn lượng. Cũng vậy, người tu tập tâm bi là đối với tất cả chúng sanh không có hạn lượng, tức là chúng sanh nào, hễ là chúng sanh khi mà có cái sự đau khổ mà mình biết được, mình thấy được, thì cái tâm của mình nó cũng vẫn có cởi lên cái sự thương xót, rúng động, chứ không phải là chỉ có con em của mình, con cháu của mình nó bị khổ thì lúc đó mình mới rúng động. Còn con cháu của người dân ở lâu sớm, họ khổ, họ té đau, làm gì làm, mình bỏ mặt, mình không có cái tâm xót thương đối tượng, thì như vậy gọi là tâm bị hạn lượng. Thì như vậy cái chữ gọi là vô lượng, đây là chúng ta phải hiểu tứ vô lượng, ở đây là tứ vô lượng tâm, là cái tâm tu tập phải trải rộng khùng khắp, không có hạn lượng, không có giới hạn chúng sanh, chứ không phải là lấy chúng sanh vô lượng. Nó khác với cái nghĩa hư không. Là vô biên. Cái hư không là vô biên. Cái trường hợp Ananto Akasanto, tức là hồi cái lúc á mà tu tập Akasa, tức là tu tập hư không, cái đề mục hư không ở trong 10 cái biến xứ đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, thì cái hư không đó khi mà vị hành giả hành Kasina, tức là địa mục hoàn tịnh hay địa mục biến xứ, hư không đó được nhìn qua một cái lỗ hổng của cái nóc nhà hay là cái lỗ vách, hoặc là qua một cái cửa sổ, nó bị đóng khung bởi một cái khung cửa, hoặc là nó bị đóng khung
cái vòng tròn bởi những cái tấm vách nó lủng lỗ, thì nhìn qua cái hư không đó đó, cái khoảng trống đó, đó là nó có cái sự giới hạn. Cho nên gọi là ở trong thanh tịnh đạo đó thì ngài gọi là cái này gọi là pariccheda, pariccheda aka, pariccheda akaso, tức là hư không bị giới hạn. Còn aparicheda akasa là hư không không bị giới hạn, đó là đề mục của thiền vô sắc. Nghĩa là đến chừng cái thiền vô sắc đó thì lúc bây giờ vị này không có nhìn vào cái khe cửa, không có nhìn vào cái lỗ thủng của tấm vách hay là lỗ thủng trên mái nhà để thấy hư không, để cho rằng cái đó là hư không, mà vị này chỉ trừu tượng, tức là có một cái khái niệm rằng hư không có mặt ở các nơi, nghĩa là không có ranh rắc, không có ranh giới, không có cùng tận. Thì như vậy cái khái niệm đó đó, cái khái niệm đó mới gọi là khái niệm trừu tượng. Còn hư không của thiền sắc giới, của đề mục thiền sắc giới, thì hư không đó là cái khái niệm qua vật chất, tức là bị giới hạn bởi một cái khung cửa, vân vân. Thì hai cái này chúng ta thấy khác. Cái đề mục hư không đó là hữu biên và hư không vô biên. Cái đó một cái là nửa cụ thể nửa trừu tượng, hư không mà thuộc về biến sức sắc giới thì cái đó là cụ thể. Còn hư không mà thuộc về thiền vô sắc thì cái đó là khái niệm trừu tượng. Nhưng mà đối với sự tu tập bốn vô lượng tâm đó, thì trong trường hợp này nếu đối tượng chúng sanh thì đối tượng đó nó thuộc về tục đế, thuộc về chế định, chúng sanh chế định. Nhưng mà tâm á, là cái tâm thuộc về chân đế. Và cái tâm chân đế này thì khi mà thấy biết suy nghĩ về chúng sanh đó, là không có bị giới hạn, không bị giới hạn. Giới hạn cái gì? Giới hạn đây là người thân, đây là kẻ thù, đây là người dân, không có giới hạn như thế. Thì cái ý nghĩa đó là như vậy, thưa quý vị, chứ không phải là chúng sanh vô lượng. Ở đây chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi như vậy. Còn 2 phút nữa thôi. Có chứ là siêu tiên là còn 2 phút nữa, chúng tôi có nghĩ giảng thêm dùng câu này thôi, chúng tôi rồi chúng tôi đi nghỉ. Thưa quý vị, mặc dù câu trả lời vừa rồi từ siêu thì chúng ta cũng rầy một chút về vấn đề là không có chịu đi vào Bali, không chịu học đi vào Bali, nhưng mà chúng ta cũng giảng thêm cho chúng ta một câu bonus. Câu bonus đó là cái đề mục hư không của sắc giới và hư không của vô sắc, quý vị nhớ. Câu đó cũng rất là thú vị đó. Mà chúng ta từ siêu chúng ta có nghĩ giải thích rằng tại sao trường học như Đề Bà Đạt Đa đã chứng ngũ thiền có thần thông, một tầng thiền rất là cao, một sự trải nghiệm rất là tế nhị, mà trong lúc lại vẫn còn có cái sự ham thích đối với danh lợi. Đến nỗi mình Đức Phật ngày dạy rằng danh lợi nó sanh ra thì giống như là cây chuối sanh ra làm chết cái bông chuối sanh ra chết buồn chuối. Chúng ta hiểu như thế nào về trường hợp này, chúng ta có thể cho xin một vài cái chia sẻ của chúng ta. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, điều này chúng tôi chỉ xin chia sẻ với quý vị tóm tắt thôi. Ở trong cái bài kinh ví dụ lỗ cây, Đức Phật còn có nói đến
một cái trường hợp là đạt đến cái tri kiến, thiền định rồi tri kiến, nhà ra Dasana cũng chưa phải là đạt được lỗ cây chính pháp, bởi vì đạt vị tỳ kheo mà đạt được cái tri kiến đó, tức là đạt được thượng thông do thiền định đem lại, thì cái này nó vẫn còn, cái này chỉ mới có được gọi là hữu hạn giải thoát. Cái tâm hữu hạn giải thoát gọi là samaya vimutti, samaya vimutti. Hữu hạn giải thoát là sao? Là bởi vì cái thiền chứng đưa đến thần thông đó, hiện thế cái này nó còn, nó chỉ tạm thời, nó đè nén pháp cái, đè nén thì não lý, giống như đá đè cỏ thôi. Và cái hữu hạn giải thoát đó, một vị tỳ kheo vẫn có thể bị hoại thiền, vẫn có thể bị hoại thiền được, chứ không phải là vô hạn giải thoát như Asabaya Vimutti, giống như là cái tâm đạo quả. Thì cái tâm thiền tại sao mà gọi là hữu hạn giải thoát? Tại vì hiện thế nó vẫn còn là cảnh lậu xa xa quá, còn là cảnh triền gọi là sanyo chất đi giác, cảnh phi não san phi lê sát. Vâng vâng. Vì là cảnh của phi não như vậy, cho nên đối với tâm thiền chứng thì hiện thế, thì thuộc về thiền thiện đó, thì tâm đó nó vẫn phải bị lệ thuộc bởi ba cái pháp gọi là papancha, chúng ta gọi là ba cái pháp hệ lụy. Papancha mà Hòa Thượng Minh Châu này dịch là hí luận, nhưng mà chúng ta không thích xài cái chữ hí luận mà xài chữ hệ lụy, bởi vì papancha ở đây có ba pháp: một là tham tăng ha, hai là mạng gọi là mana, và ba là tà kiến gọi đi thí. Tham, mạng, kiến, ba cái pháp này nó vẫn phong tỏa cái tâm hiện thế, tức là nhất là cái tâm thiền mà kẻ phàm phu chứng được. Thì vì vậy cho nên đề bài Đạt Đa dầu cho chứng thiền, cái này không phải là ở trình độ cao được, chúng ta không gọi là chứng đắc thiền định thần thông ở trình độ cao, bởi vì cái này ngoài các vị tỳ kheo trong giáo pháp này thì các vị đạo sĩ, các vị du sĩ, các vị sa môn ngoài giáo pháp vẫn có thể chứng đắc được thiền định như thường, vẫn có thể có thần thông như thường. Cho nên đối với thiền định và thần thông mà đề bài Đạt Đa chứng đắc đó, thì cái này chỉ là hữu hạn giải thoát, chứ không phải là vô hạn giải thoát. Và do vậy cho nên cái chuyện mà về đắc chứng đó, có thần thông đó, vẫn còn ham thích danh lợi, cái đó là cái chuyện rất dễ hiểu, bởi vì nó còn bị chi phối, còn bị nằm ở trong cái vòng cương tỏa của tham ái tân ha, mạng và tà kiến. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Sao thủ cái trường trường tòa tuyệt siêu. Bây giờ chỉnh trường tòa tuyệt siêu đi nghỉ. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng muốn nói thêm một điều nữa, đó là có một số trường hợp có những vị mà họ có những cái thành tựu tương đối cao. Quý vị nhớ rằng tất cả những vị nào mà luyện thần thông
là đều phải chứng tới cái cảnh giới cao nhất của thiền sắc giới, tức là tứ thiền ở trong kinh tạng và ngũ thiền ở trong thắng pháp tạng. Nhưng mà một cái chi phối rất lớn của Đề Bà Đẳng Đa đó là do cái nghiệp quá khứ nhiều đời nhiều kiếp có cái sự đố kỵ với Đức Bồ Tát. Cái sự đố kỵ này nó nằm ở trong cái ngã tính của mình, và cái đố kỵ đó nó theo dây dẫn. Thật ra ngay ở trong kiếp này thì vị này cũng bị cái sự đố kỵ đó nó chi phối rất là mạnh. Hay là trường hợp Sunakhata. Sunakhata là một vị mà đã tu thiền, chứng thiền, luyện thần thông, nhưng mà do cái nghiệp quá khứ đã từng búng sạn làm điếc tai một vị Phật độc giác, và do vậy kiếp này tu không thể nào mà chứng thiên nhĩ thông được. Và do cái chứng không được thiên nhĩ thông, vị này đâm ra bực tức, và chính vì sự bực tức này nên vị này có cái nhìn sai đối với Đức Phật. Đây là trường hợp cũng rất là đặc biệt. Chúng ta thấy trong đời sống có nhiều người đó, họ học vị rất cao, địa vị rất cao, nhưng mà họ lại có những cái có những cái bực bội mà nó không có đáng. Nó không có đáng. Chúng tôi có nghe một người nói với chúng tôi rằng có khi thấy tổng thống Trump ông giận điều gì đó, nói rằng nếu mà con mà coi làm tổng thống được với cậu, ông con không giận mình được đó đâu, làm tổng thống là đi đi Air Force One là sung sướng rồi. Nhưng mà không phải vậy. Một cái người mà làm tới tổng thống có bao nhiêu thứ cũng có những cái sân si bình tầm thường, chứ không phải là đạt đến chỗ đó còn giận cái gì chút, không phải vậy. Mặc dù cái danh đã lớn rồi, cái lợi đã lớn rồi, nhưng mà rồi cũng đôi khi cũng giận trong bao giờ, bởi vì ở trong cái thế giới của thiền trị đó, nó cũng có nó không phải là cái cứu cánh, là bởi vì nó vẫn còn bị có cái hữu hạn, và có hữu hạn mà cần đến cái tuệ giải thoát. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma ở tại đây. Kính trân chư vị giảng sư đã vào Room để chia sẻ, đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ Hương Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh đó. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Wow.
phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành thôn quả vị nhân sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu ta ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa tham ma lu ta ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa devata sapa sangha rupa vena so te hon du ye hon ta kang vien kong duc da lam kiep kiep lam jai thoa